Xin chào các bạn đã đến với trận chiến AI. Thì trận này mình sẽ không có xây dựng ở trên biển mà mình sẽ sử dụng hero để ăn ở trên biển, và kết hợp với đó là mình sẽ sản xuất máy bay hai. Đấy, các bạn có thể thấy quá trình xây dựng của mình diễn rất là nhanh, nhưng mà mình không có lên trên biển. Sẽ đưa quân lên phía trên luôn. Ở đây mình chủ yếu mình dùng hero. Bắt đầu mình có thể mình có khả năng lên biển rồi, mình sẽ không dựng xây dựng biển đâu, mình sẽ xây dựng hero luôn, và biển thì mình sẽ sử dụng khác. Sẽ sử dụng hai cái tháp chống hạn, cùng với đó thì xây dựng thêm rất là nhiều cái trung tâm cung cấp nữa. Ở đây là do quá trình xây dựng là rất là nhanh, cho nên là mình sẽ chuyển sang mình sẽ xây dựng thêm một cái số những cái tháp canh, vì cái nhà chính của mình chưa lên được thì mình sẽ không xây được cái trung tâm cung cấp nữa, mà tháp canh thì mình cũng sẽ hỗ trợ trong cái nhóm này có khả năng là ăn được những cái con lính của AI nó tấn công. Đây thì mình bắt đầu sản xuất con AI này để đi ăn ở phía trên biển luôn. Mà đồng minh của mình thì cũng tiếp tục đang xây dựng trên biển. Tôi thấy là họ đang sử dụng cái xưởng xây dựng ở phía trên biển. Tuy lên AI tốn kém một chút, nhưng mà cái khả năng mà ăn được ở trên biển thì các bạn có thể là xem, nếu mà bạn nào mới chơi mà chưa mở cái con hero đồng thì con này nó có chức năng đấy, là có thể khả năng ăn được thì ở trên biển. Mình đang xây dựng thêm trên đất liền thêm nhiều trung tâm cấp. Sau khi ăn được những nguồn tài nguyên trên biển thì mình sẽ nâng cấp nhà chính lên cấp 4 luôn.
Các bạn có thể thấy là mình đã xây hơn 10 trung tâm cung cấp. Bởi vì xây đến cái thứ 10 thì nó chỉ cộng thêm 10 vàng thôi. 10 vàng mỗi phút. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây thì các bạn thấy. Đây là văn xây dựng này, văn trung tâm cung cấp. Cái này mình không giống như máy kia. Máy kia có thể nhấn giữ này, nhấn giữ để biết thêm thông tin. Con hero của mình có vẻ yếu nhỉ. Mình sẽ tăng cái độ sát thương ở phía trên đấy. Xây cho nó vài cột nhé. Khi này mình bắt đầu mình sẽ sử dụng nhà máy nước. Chơi thêm sửa máy bay. Để xây thêm cái ra để nó có tầm nhìn rộng hơn. Đây mình thấy đồng minh xây dựng rất nhiều những sự xây dựng và trên 6, 7, 8, 9 cái trung tâm xe cung cấp. Đồng hero kết hợp với lại cái con này, con máy bay 2. Con này là hắc. Bắt đầu mình thêm cái nhà này nữa. Tên full hero đấy. Ở đây thì đồng minh mình bắt đầu để sản xuất chưa? Xe 3 này. Xe 3 và mình lên máy bay. Và khi này là mình đang trong cái quá trình xây dựng.
Để xây dựng thì sẽ mất khoảng tầm 10 phút đầu quá trình xây dựng, còn sau này thì sau khi sản xuất lên xây dựng hoàn thiện thì mình sẽ sản xuất. Còn đối với những cái AI phiên bản cũ ấy, thì nó rất là mạnh cho nên là cần phải sản xuất sớm, bởi vì lên tầm này là có khả năng là đã thua rồi nếu mà chơi những cái phiên bản AI cũ. Ở đây mình sẽ sản xuất máy bay. Thế giờ mình biết. Ở đây bắt đầu mình đã sản xuất khác rồi, mình sẽ tấn công được khu nhà trên này chịu. Đồng minh bắt đầu sản xuất xe. Ở đây là thấy họ mình chuyển chuẩn này. Bạn nên phá cái sự này, phá cái sự quyền này đi. Đây thì mình bắt đầu mình sẽ sản xuất thêm những cái công trình những con lính. Ở đây mình đã sử dụng hai cái tháp hệ thống chống ngầm. Tiếp theo đó các bạn có thể thấy là mình đang xây dựng và thêm ba cái xưởng máy bay và bắt đầu đang sản xuất máy bay. Ở đây thì sẽ có khoảng tầm 12 con áp, và tiếp theo đó thì mình sẽ tấn công lên phía trên này luôn. Đây thì mình muốn sản xuất đủ đi và mình chỉ lượng một vòng là cái khu vực AI sẽ nát. Các bạn có thể đưa quân ra phía ngoài này, bởi vì vẫn còn cái xe của địch và xe chở hàng của địch nữa, thì vẫn được thêm cái nguồn kinh nghiệm nữa. Đây thì các bạn thấy là mình sẽ tiên đoán trước là nó đi vào đấy, cho nên mình sẽ sử dụng tin như này, gọi là cái những cái này thì cũng để luyện tập mình
chọn cái tốc độ lính của nó cao hơn đấy. Ở đây là mình sẽ đem lên phá luôn. Ở đây mình là mình phun quân nhé, mình có khả năng mình sẽ xây thêm ra thêm quân hero ba. Lúc này chắc mình đã phun chim 12 con. Chính xác rồi. C2 của đồng minh nhìn châu hết, đấu được 4 5 con Hermes ở bên kia. Đây rất là nhiều. Mình sẽ cần hai cú công kích. Đầu có những cái con rớt ra khu vực bên này, AI càng ngày nó càng mạnh.
mình sẽ hỗ trợ đồng minh luôn. Sẽ xây dựng thêm sự nghe rôn thêm cái nhà này nữa. Trận này mình không có sử dụng hạt nhân, mình sử dụng hạt nhân là cũng được. Đây thì lên hạt nhân luôn. Chắc không thể lên hạt nhân được, số lính là nhiều lắm. Mình đang xem đồng minh sẽ xử lý như nào. Đây bắt đầu mình sẽ thêm máy bay sản phẩm phía bên nào.
rất nhiều máy bay của mình bị rất đông, rất đông. Nhưng mà đông đông quân muốn mà quân đỏ chưa được quyết định. Quân này thực sự là rất là đông. Chữ đỏ khá là vất vả. Mình sẽ cho một quả ưu tiên xuống đây thôi.
Con này đi chậm rồi. Ba mươi cũ rồi, hơi lâu. Đánh do mình là thích đánh hero, lại chơi hơi lâu. Chứ mình lên biển mà chơi đến một là chắc cũng xong lâu rồi. Đến hai. Hạt nhân mình sắp có. Con này đi hơi chậm để nó đi nhanh. Nó đi nhanh nó di chuyển, không ai bắt nó. Cái tầm của con này hơi hơi hẹp, hơi đi xa lắm. Trên này thì vừa mới quả hạt nhân xong.